hay là con chim chép đó. Đây. Rồi đi ba coi coi có to không? Nó mở miệng luôn. À. Welcome to Life in Happy Country Channel. Xin chào cả nhà, hôm nay á là cả nhà xem cùng mình đi bắt mấy cái con chim chép ở bên Phần Lan này nha. Đây nè, nó nằm ở dưới cái chân của mình á, mình đi thôi là mình cũng có thể đạp được nó rồi. Đây, ủa cái này trái thông. Rồi mình sẽ đi ra ngoài, nãy giờ mình bắt quá trời luôn, rất là trong luôn. Mình đi á, cái giò mình sẽ đạp. Thì khu vực trong đây do mọi bé tắm nhiều, chứ mọi người tắm nhiều á, nên nó là nó sẽ ít thì người ta cũng bắt nó hoặc là ta đạp nó. Nhưng mà ra mấy ngoài á, ở ngoài đó đông reo rất là nhiều đó, thì nó rất là dễ luôn. Mình đi là mình có thể đạp trên chân mình đó. Con nào nhỏ thì mình giục lại, còn con nào to bự thì mình phải bắt. Nào à. Con không cần lặn luôn á hả? Con lấy tay con kẹp lên hả? Tao con đưa. Con đưa coi ba coi con đó coi. À, hay quá trời ta. Con mời coi con gì vậy? Nào ba coi coi. Đâu đâu con mà con mới bắt á, con đưa ba coi con mới bắt đâu. À, nó nằm ở dưới đáy này hả? Hay quá trời. Còn nữa không con? Cái cây hả? Đây các bạn thấy ở dưới đáy không? Có một con ở dưới đáy nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái chân của mình á, mình mò nó lên cho các bạn coi nha. Đâu mất rồi? Đây đây đây. Đó rồi. Con đừng có đu vô người ba đứng một giò không được. Đây. Ai da, quá trời to luôn cả nhà ơi. Đây nó còn sống luôn nè. Đây một con chim chép. Cái hồ ở bên Phần Lan thì mọi người tắm ở đây nè, mò rất là nhiều. Ở trong đây thì ít, nhưng mà hồi nãy ở ngoài khá là nhiều luôn. Chim chép thì mấy bé cũng khoái lắm đi mò, nhưng mà con nhỏ thì cả nhà nhớ dục nó lại để cho nó lớn lên. Ở đây thì chắc người ta không có bắt mấy con này đâu, để bắt về không biết làm sao. Làm đây làm được không hay để chị hay dạy lần của em? Không có dành, có gì đâu mà dành thôi. Có không? Thiếu không con? Ủa bắt cái cây mà con? Đâu? Con đó mà. Con coi à? Rồi con làm mất dấu luôn rồi. Không, các bạn đụng con này rồi, bây giờ sẽ bắt cho anh cho các bạn con nha. Con cây. Con này là con chim chép hả? Đây. Rồi đưa ba coi coi, có to không? Nó mở miệng luôn. À. To mới bắt nha, nhỏ mình mới giục nha, để cho nó lớn lên mốt mình mới bắt nha, được. Cả nhà nhìn thấy á, cá quá trời cá luôn nè. Đó, nhưng mà ở đây cá nhỏ thì mình không có bắt, mình chỉ bắt được cá lớn thôi. Những cá nhỏ dưới 2-3 ngón tay á, thì mình phải thả lại. Đó, mình câu dạo ở hồ nhà thì không sao, nhưng mà mình đi câu ở ngoài á, cần câu máy gì đó thì mình phải có license, mình phải xin phép. Đó, thì người ta vẫn cho nhưng mà phải đi xin phép. Focus가 지금에 맞춰진 걸까?
See you again. Let's like, subscribe, and ring the bell to follow us.